À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Chào mừng tất cả các em đến với bài học ngày hôm nay của chúng ta. Vậy hôm trước thì chúng ta đã được học về bài đầu tiên là bài định lý Pythagore rồi, đúng không nhỉ? Đấy, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu thêm một cái phần kiến thức mới ở trong phần hình cung phẳng. Đó là bài thứ hai, tứ giác. Đấy. Vậy thì tứ giác nó được định nghĩa như thế nào thì chúng ta sẽ cùng vào bài học ngày hôm nay nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có bài số 2 trong chương 3 là tứ giác. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nội dung bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng có những phần nào. Thế thì trước khi mà sang cái phần nội dung thì chúng ta cùng xem là khi học xong bài này thì chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề gì nhé. Các bạn sẽ có cái phần khởi động như sau. Tình huống, hình màu xanh bên được trích ra từ bản đồ được gọi là tứ giác Long Xuyên. Đây các bạn nhìn nhé. Đấy, rồi em hãy cho biết hình này được tạo bởi mấy đoạn thẳng. À, vậy chúng ta thấy hình này được tạo bởi 4 đoạn thẳng đúng không? Đó là đoạn thẳng HC này, CL này, LR này, HR đúng không nhỉ? Rồi tiếp theo các đoạn thẳng này nối các địa điểm nào? Thì ở đây đầu tiên là đoạn HC thì sẽ nối hai địa điểm đó là Hà Tiên và Châu Đốc. Tiếp tục là đoạn thẳng CL thì nối hai địa điểm là Châu Đốc và Long Xuyên. Tiếp theo đoạn thẳng RL thì nối hai cái địa điểm đó là Rạch Giá và Long Xuyên. Tiếp theo là đoạn thẳng HR này thì nối hai địa điểm là Hà Tiên và Rạch Giá đúng không? Rồi. Đấy, các bạn sẽ trả lời được cho cô. Hình trên được tạo bởi 4 đoạn thẳng như cô vừa kể. Đấy, các đoạn thẳng này nối các địa điểm là Châu Đốc với Hà Tiên này, rồi là Hà Tiên với Rạch Giá này, Rạch Giá với Long Xuyên này và Long Xuyên với Châu Đốc, được chưa? Rồi. Đấy, thế thì các bạn nhìn cho cô một cái hình nhá. Đấy các bạn nhìn cho cô. Cái hình này thì nó sẽ có tên gọi là tứ giác. Đấy, và cụ thể ở đây nó sẽ có tên gọi là tứ giác CLRH. Đó. Vậy thì tứ giác CLRH này nó chính là một hình tạo bởi mấy đấy? 4 đoạn thẳng là CL, LR, RH và HC nhỉ. Trong đó thì các bạn nhìn thấy rằng là bất kỳ hai đoạn thẳng nào, ví dụ HC và CL nó cũng không nằm trên một đường thẳng đúng không? Tức là bốn cái đoạn thẳng này nó sẽ nằm trên bốn cái đường thẳng riêng rẽ, chưa? Rồi thì khi đó cô sẽ gọi CLRH này là một tứ giác. Đấy. Vậy bây giờ tương tự như vậy, tứ giác nó đã có các tính chất như thế nào và trong một tứ giác thì tổng các góc của một tứ giác ra làm sao thì chúng ta sẽ vào đi tìm hiểu kỹ trong bài học ngày hôm nay nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nội dung bài học ngày hôm nay sẽ gồm có các phần như nào. Thì bài hôm nay sẽ gồm có hai phần. Phần thứ nhất là tứ giác, phần thứ hai là tổng các góc của một tứ giác. Bây giờ chúng ta cùng vào phần đầu tiên, một nhỏ tứ giác. Bây giờ chúng ta cùng vào phần khám phá một cùng với cô nhé. Trong các hình tạo bởi 4 đoạn thẳng AB, BC, CD và DA sau đây, hình nào không có hai đoạn thẳng cùng nằm trên một đường thẳng? À, vậy bây giờ mình nhìn cho cô các hình nhé. Trong hình 1 này có A, B, C và D thì hình nào là hình mà không có hai đoạn thẳng cùng nằm trên một đường thẳng? Thì chúng ta thấy là có hình A này. Đấy, không có hai đoạn nào cùng nằm trên một đường đúng không? Rồi hình B này cũng vậy này. Đấy, mình sẽ thấy cô lấy ví dụ nhé. Đoạn thẳng AD và đoạn thẳng CB này thì hai đoạn thẳng này nó nằm trên hai đường thẳng khác nhau đúng không? Tự như vậy thì chúng ta thấy là không có hai đoạn nào cùng nằm trên một đường thẳng cả. Nhưng mà hình C chúng ta lại thấy ví dụ hai cái đoạn thẳng là BC và CD đây, nó cùng nằm trên một đường thẳng. Đấy là đường thẳng BD đúng không? Vậy thì khi đó C này mình sẽ loại này. Hình D thì chúng ta cũng thấy tương tự như vậy là không có hai đoạn thẳng nào cùng nằm trên một đường thẳng. Cô lấy ví dụ đoạn thẳng CD và CB thì nó không nằm trên một đường thẳng này. Rồi là đoạn thẳng AD và DC không nằm trên cùng một đường thẳng này. AB và CB cũng vậy. Vì vậy mà chúng ta sẽ trả lời được cho cô là hình A, hình B, hình D
sẽ là những cái hình mà không có hai đoạn thẳng nào cùng nằm trên một đường thẳng, đúng không? Và ba cái hình này đều có một đặc điểm chung là gì? Là nó tạo bởi bốn cái đoạn thẳng là AB, BC, CD và DA. Đó, vậy thì các cái hình A, B và D này cũng sẽ gọi là tứ giác ABCD. Đó, đúng chưa? Vậy cụ thể thế nào được gọi là tứ giác ABCD? Đây, các bạn trả lời cho cô nhé. Đấy, trả lời ghi cái phần lời giải này vào. Rồi, và vừa rồi cô đã giới thiệu là hình A, B và D được gọi là tứ giác ABCD. Vậy thế nào được gọi là tứ giác ABCD? Thì tứ giác ABCD là hình gồm bốn đoạn thẳng là AB, BC, CD và DA. Trong đó bất kỳ hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng. Yeah. Rồi, ta sẽ gọi là tứ giác ABCD nhé. Rồi bây giờ chúng ta lại có này. Thì trong cái tứ giác ABCD này nó sẽ có các yếu tố về đỉnh này và cạnh. Vậy cụ thể như thế nào? Chúng ta sẽ có như sau. Tứ giác ABCD này còn được gọi là tứ giác DCBA hoặc là CBAD hoặc là BADC. Đấy, miễn là chúng ta phải đọc theo thứ tự thuận theo chiều kim đồng hồ này hoặc là ngược chiều kim đồng hồ thì đều được nhé. Rồi, các điểm A, B, C và D thì được gọi là các đỉnh. Còn các đoạn thẳng AB, BC, CD và DA gọi là các cạnh giác ABCD. Chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có thêm một cái khái niệm nữa về tứ giác, đó là tứ giác lồi. Vậy thế nào được gọi là tứ giác lồi thì chúng ta cùng sang cái phần khám phá số 2 nhé. Rồi bây giờ khám phá 2 này. Vẽ các đường thẳng lần lượt chứa mỗi cạnh của các tứ giác sau đây và nêu nhận xét của em về vị trí của các đoạn của các cạnh còn lại của tứ giác đối với mỗi đường thẳng đã vẽ. Đây, bây giờ chúng ta sẽ thấy này. À, vẽ các đường thẳng đây. Bây giờ chúng ta sẽ có này. Các đường thẳng lần lượt chứa mỗi cạnh của các tứ giác. Đây, bây giờ cô sẽ có như sau. Đây, cô lấy ví dụ ở hình A nhé. Tứ giác ABCD thì các bạn sẽ thấy này, vẽ một cái đường thẳng đi qua cái cạnh AB. Rồi. Rồi, sau đó các bạn nêu cho cô nhận xét của em về vị trí của mỗi tứ giác đối với mỗi đường đã vẽ. Các bạn sẽ nhìn thấy là khi ví dụ cô lấy cái đường thẳng là đường thẳng AB đây. Đấy, chứa cạnh AB thì khi đó các bạn sẽ thấy rằng là tất cả cái tứ giác ABCD này nó sẽ nằm trọn vẹn bên cái nào đây? Bên cái phía bên dưới của cái bờ là AB, đúng không? Rồi. Và ở đây chúng ta thấy là tứ giác ABCD này nó sẽ nằm trọn vẹn ở một phần mặt phẳng được phân chia bởi cái đường thẳng AB. Đấy, các bạn hiểu là nó nằm hết phía dưới so với bờ AB. Tương tự như vậy, nếu cô lấy cái bờ BC thì các bạn cũng thấy là tứ giác ABCD nó nằm trọn vẹn ở nửa phía dưới của cái nửa mặt phẳng mà bờ là BC nhỉ. Đấy. Rồi tương tự như vậy chúng ta có là nếu cô lấy CD làm bờ thì khi đó các bạn sẽ thấy rằng là gì? À, cả cái tứ giác này nó cùng nằm phần mặt phẳng được phân chia bởi đường thẳng CD, đúng không? Đấy, là nằm ở phần bên trên này. Tự như vậy là AD làm bờ thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là gì? À, nó ABCD giác này nằm tất cả ở một phần mặt phẳng được phân chia bởi đường thẳng chứa AD. Đấy, thì khi đó các bạn quan sát thấy rằng là gì? À, ở hình A cái tứ giác như vậy cô gọi là tứ giác lồi. Đấy, được chưa? Còn hình B này cô sẽ không gọi là tứ giác lồi vì sao? Vì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là nếu bây giờ cô chọn cái anh đường thẳng BC đi, vẽ cái đường thẳng đi qua cái cạnh BC như thế này, thì khi đó chúng ta thấy là tứ giác ABCD này nó bị chia ra bởi làm gì? Làm hai phần mặt phẳng đúng không? Một anh một nửa thì nó nằm ở phía bên trái của mặt phẳng được phân chia ra bởi BC, một anh thì nằm ở phía bên phải, một phần lại nằm bên phải đây này, chỗ này thì nó lại nằm bên phải. Đúng không? Còn phần này bị nằm bên trái, tức là tứ giác ABCD này nó bị chia rẽ ra thành hai phần, đúng không? Thì khi đó tứ giác này sẽ không gọi là tứ giác lồi. Tương tự là ở hình C này thì cô cũng sẽ không gọi là tứ giác lồi vì sao? Vì nếu cô chọn cái anh CD BC này là cái đường thẳng,
Đấy, bị chia ra đúng không? Thế thì khi đó các bạn thấy là tứ giác A, B, C, D này thì các bạn cũng sẽ thấy rằng nó bị chia ra thành hai phần, một phần ở phía trên so với BC, một phần ở phía dưới so với BC đúng không? Vậy thì khi đó nó bị chia rẽ như vậy thì đấy, được chưa? Vậy thế nào được gọi là tứ giác lồi thì chúng ta sẽ có là gì? À, là chỉ có là hình A thôi, được chưa? Sẽ có này. Tứ giác lồi là tứ giác luôn nằm trong cùng một phần mặt phẳng được phân chia bởi đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của tứ giác. Đấy. Rồi. Chú ý là từ nay khi nói đến tứ giác mà không chú thích gì gì thêm thì ta hiểu đó là tứ giác lồi nhá. Tức là từ bây giờ trở đi là chúng ta thường sẽ chỉ xét về là tứ giác lồi thôi. Và không phải lúc nào người ta cũng phải ghi hết ra là tứ giác lồi, mà khi mà người ta cho tứ giác mà không nói gì thêm thì mình tự hiểu là tứ giác lồi, và các bạn cũng sẽ tự vẽ cho cô là tứ giác lồi nhá. Đấy, bây giờ sẽ các yếu tố liên quan đến cạnh góc đường chéo của tứ giác. Thì bây giờ cô cho tứ giác là A, B, C, D này. Thì khi đó cô sẽ có này, trong một tứ giác, hai cạnh kề nhau là hai cạnh có chung một đỉnh. Cô lấy ví dụ là hai cạnh AB và cạnh AD là hai cạnh kề nhau vì chúng có chung một đỉnh, đỉnh A. Tương tự mình sẽ có hai cạnh kề nhau là cạnh AB và cạnh BC này. Tiếp theo cạnh BC và cạnh CD kề nhau này, cạnh CD và cạnh DA kề nhau. Được. Tiếp theo hai cạnh kề nhau thì sẽ tạo thành một góc của tứ giác. Ví dụ cạnh DA và cạnh BA là hai cạnh kề nhau thì nó sẽ tạo thành góc DAB, giác ABCD đúng không? Rồi mình sẽ có là góc DAB. Tiếp theo ví dụ như thể là cạnh kề nhau là BA và BC thì nó sẽ tạo thành góc ABC của giác nhé. Đấy. Rồi tương tự như vậy. Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn này. Tiếp theo chúng ta sẽ có này cặp góc, đó là cặp góc DAB và cặp góc BCD. Đây, tức là góc A này và góc C này. Cô sẽ gọi là hai góc đối với nhau. Đấy. Cặp góc đối nhé. Tiếp theo là góc ABC chính là góc B này và góc ADB cô cũng sẽ gọi là cặp góc đối chưa? Rồi, đấy chính là phần cạnh góc đường chéo của tứ giác. À, tiếp theo là về đường chéo nhé. Thì chúng ta sẽ có là gì? Trong một tứ giác này, hai cạnh đối nhau là hai cạnh không có chung đỉnh nào. À, thì cô lấy ví dụ là cạnh AB và cạnh CD được gọi là hai cạnh đối nhau vì AB và CD này thì không chung đỉnh nào, chưa? Tương tự là cạnh AD và cạnh BC sẽ là hai cạnh đối nhau. Tiếp, hai cạnh hai đỉnh đối nhau, hai đỉnh đối nhau sẽ là đỉnh nào? Là hai cái đỉnh mà không cùng nằm trên một cạnh. Thì cô có là đỉnh nào đây? À, đỉnh A và C là hai đỉnh đối nhau này, rồi là đỉnh B và D sẽ là hai đỉnh đối nhau. Tiếp theo là đường chéo chính là đoạn thẳng nối hai đỉnh với nhau. Thì cô lấy ví dụ BD đây, B và D là hai đỉnh đối nhau. Vậy cái đoạn thẳng mà nối B với D sẽ được gọi là đường chéo. Tương tự mình sẽ có đường chéo AC. Rồi. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ sử dụng các kiến thức này để làm cho cô thực hành số 1 nhé. Vẽ tứ giác MNPQ và tìm cho cô hai đỉnh đối nhau, hai đường chéo, hai cạnh đối nhau nào. Nào, tứ giác MNPQ rồi, hai đỉnh đối nhau thì sẽ có đỉnh M và đỉnh P đúng không? Rồi đỉnh N và đỉnh Q là hai đỉnh đối nhau. Hai đường chéo thì mình sẽ có là chéo MP và đường chéo QN. Tiếp hai cạnh đối nhau, mình sẽ có cạnh MN và cạnh PQ đối nhau này. Rồi là cạnh MQ và cạnh NP đối nhau. Chưa? Đấy là phần thực hành số 1. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm cho cô vận dụng số 1 nhé. Vận dụng 1 này, tìm các đỉnh cạnh đường chéo của tứ giác Long Xuyên ở hình 6. Nào, đây tứ giác Long Xuyên này. Bây giờ mình tìm các đỉnh nào. Đỉnh ở đây thì sẽ có các đỉnh nào đây? Có này, các đỉnh là đỉnh C, đỉnh H, đỉnh R, đỉnh L. Tiếp theo là cạnh này, có cạnh nào? CH, HR, RL và CL. Chưa? Tiếp đường chéo mình sẽ có đường chéo là CR này
và HL. Đấy, đấy là phần vận dụng số 1 của chúng ta. Vậy thì chúng ta đã nhận biết được thế nào là tứ giác này và tứ giác lồi rồi, và cũng đã tìm hiểu các đặc điểm về cạnh, về góc này, rồi là về đỉnh của tứ giác, rồi đường chéo nữa, đúng không? Thì bây giờ xem là các cái yếu tố về góc của một tứ giác nó sẽ có cái tính chất như thế nào đặc biệt, thì chúng ta cùng sang cho câu phần 2 nhé, là tổng các góc của tứ giác. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang cho câu phần thứ hai này, tổng các góc của một tứ giác. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng vào cho câu phần khám phá số 3 nhé. Đường chéo AC chia tứ giác ABCD này thành hai tam giác là tam giác ACB và tam giác ACD. ACB này và tam giác ACD hình 7 này. Tính tổng các góc của tam giác ACB và tam giác ACD. Rồi, từ đó ta có nhận xét gì về tổng các góc của tứ giác ABCD? Rồi, thế thì chúng ta thấy là tứ giác tam giác ABC thì chúng ta đã được học ở lớp 7 rồi, là định lý về tổng các góc trong một tam giác rồi. Thế thì trong một tam giác thì tổng các góc sẽ bằng 180 độ, đúng không nhỉ? Vậy tức là mình sẽ có là gì? Đây, mình sẽ có là góc BAC cộng góc ABC cộng góc ACB sẽ bằng 180 độ, được chưa? Tương tự mình cũng xét cho cô tứ giác là ACD cũng sẽ có tổng ba góc này cũng bằng 180 độ này, là góc CAD cộng góc ACD cộng góc ADC cũng bằng 180 độ. Thì bây giờ mình sẽ có là gì? Mình tổng cộng tất cả các góc này vào này. Đấy, mình sẽ cộng hết các góc này vào. Đây. Đấy, thì khi đó mình sẽ được là mình sẽ được ra là bằng tất cả các góc này cộng vào. Đây, góc B này nhá, cộng với góc A1 này, A2 này, D này, C1 này, C2 này, cộng vào hết thì tức là tổng các góc của hai tam giác này cộng vào, vậy tổng cộng sẽ bằng 360 độ nhỉ. Vậy từ đây mình sẽ rút ra được cho cô là tổng các góc của tứ giác ABCD sẽ bằng 360 độ. Đấy. Rồi. Thế thì khi đó mình sẽ có về cái định lý về tổng các góc của một tứ giác như sau. Đây, mình sẽ có này là tổng số đo các góc trong một tứ giác là bằng 360 độ. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái định lý này để chúng ta làm cho cô thực hành số 2 nhé. Tìm x trong mỗi tứ giác sau. Đây, tứ giác PQRS thì mình biết rồi, có góc P bằng 80 độ, S bằng 70 độ, góc R này bằng 2x, góc Q này bằng x. Vậy người ta yêu cầu tìm x thì mình sử dụng định lý tổng các góc của một tứ giác thôi, đúng không? Sẽ có này, chỉ là xét tứ giác PQRS có này 80 độ cộng 70 độ cộng 2x cộng x bằng 360 độ. Rồi sau đó mình sẽ có này, suy ra 2x cộng x thì sẽ bằng 3x. Sau đó 360 độ này, bên kia mình sẽ chuyển 80 cộng 70 sang về bên kia thì sẽ thành dấu thành dấu trừ, đúng không? Vậy 360 trừ đi 150 thì sẽ bằng 210 độ. Đấy, thì ở đây mình có 3x bằng 210 độ, thì x sẽ bằng 210 độ chia cho 3 thì sẽ bằng bao nhiêu? 70 độ, chưa? Rồi, đấy là hình 9A. Tương tự như thế các bạn làm cho cô hình 9B nhé. Hình 9B thì các bạn sẽ quan sát cho cô này. Có góc D này, người ta cho là góc vuông. Thì góc vuông sẽ có số đo bằng 90 độ. Vậy mình cũng sử dụng tính định lý tổng các góc của một tứ giác này. Có góc 90 độ cộng cộng x cộng 95 độ cộng 100 độ bằng 360 độ. Vậy khi đó mình sẽ có x sẽ bằng này. Lấy 360 độ trừ đi ba anh kia. 95, 100, 90 vậy sẽ ra bằng 75 độ. Rất là dễ đúng không? Tương tự như vậy chúng ta sẽ làm cho cô ý C. Nào, mình sẽ có là 99 độ này cộng với 90 độ cộng 90 độ cộng x bằng 360 độ. Rồi, sau đó x sẽ bằng 360 độ trừ đi 99 trừ đi 90 trừ đi 90 thì sẽ bằng 81 độ. Là phần phần hành của chúng ta, đúng không? Thực hành 2. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục làm cho cô vận dụng 2 nhé. Vận dụng này rất là hay. Đối với bạn nào mà hay được bố mẹ dẫn đi thả diều thì chắc chắn là các bạn sẽ rất là thích cái bài này đây. Vận dụng 2 này.
Phần thân của cái diều ở hình 10A được vẽ lại như hình 10B. Rồi tìm số đo các góc chưa biết trong hình. À, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ dựa vào cái phần này để khi mà bạn nào có cái nhu cầu là chúng ta làm diều ấy thì chúng ta cũng sẽ làm diều mà bám sát cái số đo các góc ở đây như thế này để diều của chúng ta sẽ bay cao hơn nhé. Đây mình sẽ thấy này. Từ cái hình A này người ta vẽ lại sang hình B thì các bạn thấy cái góc A này sẽ là một góc tù số đo 130 độ, chưa? Góc C này là một góc nhọn có số đo là 60 độ. Đấy. Rồi, thế thì bây giờ tìm số đo các góc chưa biết trong hình, tức là chúng ta phải đi tìm số đo ở góc B và góc D. Đấy, để chúng ta khi tạo diều thì chúng ta sẽ biết hết các góc thì chúng ta làm diều bay cao hơn, đúng không? Thì mình sẽ làm như thế nào? Thì đối với bài này cô sẽ có sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ đi xét cho cô, các bạn nối A với C cho cô nhá. Nối A với C, sau đó mình sẽ xét tam giác ABC và tam giác ADC. Đấy, hai tam giác này thì chúng ta sẽ thấy là hai tam giác này các bạn thấy cho cô nhá, nó sẽ bằng nhau theo trường hợp nào nhỉ? Cạnh cạnh cạnh, được chưa? Mình có cạnh AB bằng cạnh AD này, theo giả thiết này. Cạnh BC bằng cạnh CD theo giả thiết, cạnh AC là cạnh chung. Vậy hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh, được chưa? Rồi. Đấy. Hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh 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 thì cô sẽ suy ra hai góc tương ứng sẽ bằng nhau, đó là góc B sẽ bằng góc gì? D. Đấy, B bằng góc D rồi. Bây giờ mình sẽ xét tứ giác ABCD có tổng các góc góc A cộng góc B cộng góc C cộng góc D bằng 360 độ. Đó, mà bây giờ chúng ta lại có là gì? Suy ra là 130 độ này là góc A này, cộng với góc B cộng với góc C là 60 độ này, cộng thêm góc B nữa. Tại sao lại thêm góc B như này? Nhiều bạn cứ nghĩ là cô viết nhầm đúng không? Nhưng mà không phải, thực ra là góc B nó bằng góc D. Nên là ở đây cô không ghi góc D nữa mà cô ghi góc B. Đấy. Rồi sau đó là cô sẽ có là góc B cộng góc B thì chính là hai lần góc B, được chưa? Hai lần góc B thì sẽ bằng 360 độ trừ đi 130 độ trừ đi 60 độ như này. Vậy sẽ ra bằng 170 độ. Thế hai lần góc B thì bằng 170 độ thì một lần góc B sẽ bằng 170 độ chia 2. 170 độ chia 2 thì bằng 85 độ. Đấy, vậy góc B bằng 85 độ thì góc D cũng phải bằng 85 độ. Đấy là một bài vận dụng về định lý tổng các góc trong một tứ giác rất là hay đúng không? Và lại còn ôn lại cho chúng ta về trường hợp bằng nhau của hai tam giác nữa. Đấy, rồi các bạn lưu ý là nhớ cho cô nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm cho cô bài tập trong sách giáo khoa dựa vào việc là ghi nhớ cho cô nhận biết về tứ giác này, rồi là sử dụng định lý tổng các góc trong một tứ giác nhé. Bài tập của chúng ta như sau. Bài tập số 1. Tứ giác ABCD có góc A bằng 100 độ, góc ngoài tại đỉnh B bằng 110 độ. Rồi, tiếp theo là góc C ở đây là bằng 75 độ, tính số đo góc D. Đấy, đây thì chính là bài tập số 1 cô cho nhưng mà nó chính là bài số 3 trong sách giáo khoa nhé. Đấy, các bạn lưu ý, bài số 1 thì trong sách giáo khoa rất là dễ rồi nên cô không chữa nữa. Các bạn tự áp dụng công thức của mình có thể làm được. Đấy, bài 1 này chính là bài 3 trang 67. Đây, tứ giác ABCD cô vẽ hình này. Giác ABCD có góc A 100 độ, góc ngoài tại đỉnh B, đây là góc ngoài tại đỉnh B bằng 110 độ, góc C này bằng 75 độ. Bây giờ người ta bảo tính số đo của góc D. Đó, thì mình sẽ tính như nào? Thì khi mà góc ngoài tại đỉnh B này bằng 110 độ rồi thì cái góc trong, tức là góc B trong đây này sẽ phải bằng bao nhiêu? Lấy 180 độ trừ 110 đúng không? Vì hai góc này là hai góc kề bù. Nên mình sẽ có là 180 trừ 110 thì sẽ bằng là 70 độ. Đấy. Tính được góc B trong, sau đó mình sử dụng định lý tổng các góc trong một tứ giác thì mình sẽ tìm ra nốt góc D. Đấy, mình sẽ có lời giải như sau nhá. Do góc ngoài tại đỉnh B có số đo bằng 110 độ nên góc ABC sẽ bằng 180 độ trừ đi 110 độ bằng 70 độ. Rồi, sau đó bây giờ mình sẽ có là gì? Mình sử dụng này, xét tứ giác ABCD có này. Góc A cộng với góc ABC cộng góc C cộng góc D bằng 360 độ. Định lý tổng các góc của một tứ giác.
Rồi bây giờ mình sẽ tìm ra được cho cô nốt góc D nhé. Thay số vào này. Góc D sẽ bằng 360 độ trừ đi. Đây, góc A là 100 này. Góc ABC là 70 này. Góc C là 75 này. Vậy kết quả bằng 115 độ. Được chưa? Rồi đấy chính là bài số 1 của chúng ta. Chính là bài 3 trong sách giáo khoa đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng làm cho cô bài số 2 nhé. Bài 2 của chúng ta như sau. Trên bản đồ tứ giác BDNQ với các đỉnh là các thành phố Buôn Ma Thuột này, Đà Lạt, Nha Trang, Quy Nhơn. Tìm các cạnh kề và cạnh đối của cạnh BD. Đấy, câu 2 nhé. Chúng ta cùng giải cho cô này. Rồi, cạnh đối và cạnh kề của cạnh BD thì đầu tiên là cạnh đối đi. À, cạnh kề của cạnh BD. Nào, cạnh kề của cạnh BD thì sẽ là cạnh BQ này. Rồi là cạnh DN. Nhỉ? Rồi. Tiếp theo là cạnh đối của cạnh BD. Cạnh đối của cạnh BD thì chỉ có một cạnh, đó là cạnh QN thôi, được chưa? Rồi, đấy là bài 2 ý A. Tiếp theo là ý B, người ta bảo tìm các đường chéo của tứ giác. Thì ở đây mỗi tứ giác này sẽ có hai đường chéo. Ở đây sẽ là tứ giác BN và tứ xin lỗi đường chéo BN và đường chéo BD, đúng không nhỉ? Rồi, các bạn ghi vào cô nhé. BN và DQ, BD đấy. Rồi, đấy là bài số 2 của chúng ta. Vậy thì qua bài học ngày hôm nay thì chúng ta cần lưu ý cho cô này. Thứ nhất là các bạn mô tả được về tứ giác này, rồi nhận biết được tứ giác lồi. Thứ hai là giải thích được định lý về tổng các góc của tứ giác lồi là bằng 360 độ. Và các bạn sẽ sử dụng cái định lý tổng các góc của một tứ giác lồi này để chúng ta làm cho cô các bài tập trong thực tiễn cũng như là trong sách giáo khoa nhé. Về nhà thì chúng ta sẽ ôn lại các kiến thức đã học này, hoàn thành các bài tập còn lại trong sách giáo khoa và sách bài tập. Sau đó đọc trước cho cô bài mới là bài hình thang cân nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bài số 3 của chúng ta. Xin chào tất cả các em. Khóa học viện sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viện sách.